Hoàng Anh xin chào mừng quý khán thính giả đến với bản tin trên kênh Culture Channel mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Văn hóa đời sống Anh Việt Culture Magazine thực hiện. Sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm tin thế giới trong bản tin trưa thứ năm ngày 7 tháng 12. Thưa quý vị cập nhật cuộc chiến Israel và Hamas, Israel có thể bắt đầu bơm nước vào địa đạo Hamas. Quân đội Israel IDF ngày 6 tháng 12 công bố hình ảnh cho thấy. Các binh sĩ lắp đặt đường ống dẫn nước trên bờ biển địa trung hải tại giải Gaza dường như là để bơm nước làm ngập hệ thống địa đạo của Hamas. IDF chưa thông báo chính thức về hoạt động bơm nước, nhưng truyền thông Israel cùng ngày công bố video cho thấy những đường ống đen phồng lên sau khi các binh sĩ vặn ven. Video trên mạng xã hội cho thấy nước bắt đầu xuất hiện trong đường hầm được cho là của Hamas. Những hình ảnh xuất hiện sau khi tư lệnh IDF Herzi Halavi ngày 5 tháng 12 cho rằng bơm nước biển nhấn chìm địa đạo của hamas ở gaza là ý hay báo mỹ wall street journal trước đó dẫn nguồn thạo tin cho biết idf đã cân nhắc phương án này và hoàn thành lắp đặt năm máy bơm công sức lớn ở miền bắc dải đất này các máy bơm này có thể bơm hàng ngàn mét khối nước biển mỗi một giờ và có thể làm ngập hệ thống địa đạo của hamas nếu hoạt động liên tục trong vài tuần idf chưa xác nhận phương án bơm nước được thực hiện trước hay là sau khi toàn bộ con tin ở giải gaza được thả Hamas ước tính còn giữ hơn 100 người, phần lớn được cho là bị giam trong lòng địa đạo. Các chuyên gia cảnh báo phương án bơm nước biển có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường ở Gaza. Tác động đến chất lượng nước ngầm sẽ kéo dài nhiều thế hệ, tùy thuộc vào lượng nước biển ngấm vào lòng đất. Giáo sư Ellen Eda từ Viện Nghiên cứu nước Zuckerberg ở Israel cảnh báo, trong 30 năm qua, lực lượng Hamas đã dày công xây dựng ma trận địa đạo có tổng chiều dài hơn 500 km tại giải Gaza, IDF ngày 3 tháng 12 thông báo phát hiện 800 lối dẫn xuống hệ thống địa đạo này kể từ khi chiếc sự bùng phát. Công binh Israel đã vô hiệu hóa 500 cửa hầm, phá hủy nhiều km tuyến địa đạo chính. Nhưng giới phân tích cho hay Hamas đã có thể mở hàng chục ngàn lối ra vào địa đạo. Mỗi địa đạo thường có nhiều lối vào nên trừ khi tất cả cửa hầm bị phá hủy, Hamas vẫn có thể hoạt động bình thường dưới lòng đất. Quân đội Israel bao vây nhà thủ lĩnh của Hamas tiêu diệt một nửa chỉ huy ở Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel đã bao vây nhà thủ lĩnh Hamas là Yahya Sinwar ở giải Gaza. Trong đoạn clip do văn phòng thủ tướng Israel công bố ngày 6 tháng 12, ông Netanyahu cho biết Đêm qua, lực lượng của chúng tôi có thể đi đến bất cứ đâu trong giải Gaza. Họ hiện đang bao vây nhà của Sinwar, Ngôi nhà đó không còn là nơi ẩn náu an toàn nữa. Ông ta có thể chạy trốn nhưng chúng tôi sẽ tìm ra ông ta. Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên dương lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiêu diệt khoảng một nửa số chỉ huy tiểu đoàn của Hamas. Trong cuộc giao tranh kéo dài hai tháng qua, phong trào này được cho là sở hữu 24 tiểu đoàn chiến đấu ở Gaza. Ông tuyên bố Gaza cần được phi quân sự hóa và lực lượng duy nhất có thể bảo đảm điều này là nhóm IDF. Theo tờ Wall Street Journal ngày 1 tháng 12, theo lệnh của ông Netanyahu, các cơ quan tình báo hàng đầu của Israel đang lên kế hoạch truy lùng các thủ lĩnh Hamas sống ở Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Qaeda. Đây sẽ là chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm truy lùng các nhân vật chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Căng thẳng đã bùng phát trở lại ở Trung Đông sau khi các tay súng Hamas từ giải Gaza tấn công xuyên lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, sát hại hơn 1.200 người Israel và bắt khoảng 240 người làm con tin, Đáp lại, Israel ngay lập tức mở chiến dịch những thanh kiếm sắt nhằm xóa sổ Hamas cũng như là phong tỏa toàn bộ giải Gaza. Kể từ đó đến nay, IDF đã tiến hành dồn dập các vụ không kích và tấn công trên bộ ở Gaza cũng như là một số khu vực ở Liban và Syria. Các vụ đụng độ giữa người định cư Israel và người Palestine cũng xuất hiện ở bờ Tây. Theo cơ quan y tế ở giải Gaza do Hamas điều hành, các cuộc bắn phá trả đũa của Israel tới ngày 6 tháng 12 đã làm hơn 16.000 người thiệt mạng và hơn 43.000 người bị thương, ngoài ra còn có nhiều người được cho là đã tử vong trong đống đổ nát. Đức muốn Liên minh châu Âu cấm thị thực đối với cá nhân gây bất ổn ở bờ Tây, một số quan chức trong chính phủ nước Đức cho rằng Liên minh châu Âu nên đồng quan điểm với Mỹ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số người định cư Israel liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine ở bờ Tây hôm 5 tháng 12, Mỹ tuyên bố bắt đầu áp đặt lệnh cấm thị thực đối với những người mà Mỹ cho là có liên quan việc phá hoại hòa bình, an ninh hoặc là ổn định ở bờ Tây. Lệnh cấm nhắm vào những người có hành vi bạo lực hoặc là hạn chế quyền tiếp cận của thường dân với các dịch vụ và nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, lệnh cấm cũng có thể áp dụng cho các thành viên gia đình của những cá nhân đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, các lệnh trừng phạt nhắm vào người định cư Israel liên quan đến các cuộc tấn công chống lại người Palestine nên được tranh luận sâu hơn ở cấp Liên minh châu Âu. Về phần mình, Israel tuyên bố họ đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn công dân của mình có hành vi bạo lực chống người Palestine, nhưng những người định cư không nên bị kỳ thị tập thể. Israel phê chuẩn kế hoạch mở rộng khu định cư người Do Thái tại Đông Jerusalem. Chính quyền Israel đã phê chuẩn việc xây dựng hơn 1.700 ngôi nhà mới tại phía đông Jerusalem động thái nhằm mở rộng các khu định cư của Israel ở khu vực này. Theo tổ chức phi chính phủ Peace Now, một nửa trong số 1.738 đơn vị nhà ở trong kế hoạch định cư mới sẽ nằm ngoài đường biên giới Đường Xanh ở Đông Jerusalem, tức là Green Line, đường phân định ranh giới giữa các quốc gia và Israel sau thỏa thuận đình chiến năm 1949. Nửa còn lại nằm bên trong Đường Xanh. Dự án này được xem là sẽ ảnh hưởng tới sự liên tục về lãnh thổ của nhà nước Palestine gồm khu bờ Tây ở phía nam và phía đông Jerusalem. Israel chiếm đóng và sáp nhập đông Jerusalem vào năm 1967, một hành động mà chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận. Theo luật pháp quốc tế, các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng của người Palestine bị coi là bất hợp pháp. Các cử tri Hồi giáo Mỹ cảnh báo Tổng thống Biden khi tái tranh cử do xung đột ở Gaza các nhà lãnh đạo người Mỹ theo đạo hồi ở một số bang quan trọng mới đây cam kết sẽ tập hợp cộng đồng của họ chống lại nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden do ông kiên định ủng hộ cuộc chiến của Israel ở giải Gaza. Chiến dịch ở Biden bắt đầu khi người Mỹ theo đạo hồi ở bang Minnesota đề nghị Tổng thống Biden kêu gọi ngừng bắn trước ngày 31 tháng 10 và sau đó lan sang các bang Michigan, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania và Florida những người tổ chức chiến dịch trên nói với truyền thông Mỹ Abandon Biden 2024 nhằm rút lại sự ủng hộ dành cho Tổng thống Biden do ông ấy không sẵn lòng kêu gọi ngừng bắn và bảo vệ những người vô tội ở Palestine và Israel. Những người Mỹ theo đạo hồi cho biết họ không mong đợi cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đối xử tốt hơn với cộng đồng của họ nếu tái đắc cử, nhưng coi việc không bỏ phiếu cho Tổng thống Biden là cách duy nhất để định hình chính sách của Mỹ. Tất nhiên vẫn còn phải xem liệu các cử tri Hồi giáo có quay lưng lại hoàn toàn với ông Biden hay không. Nhưng những thay đổi nhỏ về sự ủng hộ có thể tạo ra sự khác biệt ở các bang mà ông Biden giành chiến thắng, với tỷ lệ xích sao vào năm 2020. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden của người Mỹ gốc Ả Rập đã giảm mạnh, từ mức đa số đáng kể vào năm 2020 xuống chỉ còn 17%. Theo Viện Người Mỹ gốc Ả Rập sự thay đổi này có thể có tác động quan trọng ở các bang như là Michigan, nơi ông Biden giành được chiến thắng với 2,8 điểm phần trăm mà người Mỹ gốc Ả Rập chiếm 5% số phiếu bầu. Trong công chúng, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Mỹ ủng hộ việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel tại giải Gaza. Các quan chức Mỹ và Israel đã bác bỏ áp lực yêu cầu ngừng giao tranh lâu dài. Trong đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cuối tuần trước lặp lại lời ông Biden nói rằng Israel có quyền tự vệ. Thượng viện Mỹ chặn dự luật viện trợ Ukraine và Israel. Thượng viện Mỹ hôm 6 tháng 12 đã bỏ phiếu về dự luật ngân sách 110,5 tỷ đô la Mỹ cho an ninh quốc gia với kết quả 51 phiếu chống và 49 phiếu ủng hộ. Kết quả này khiến cho dự luật không thể đưa ra thảo luận tại Thượng viện Mỹ do không hội đủ số phiếu ủng hộ tối thiểu là 60. Toàn bộ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu chống. Nghị sĩ độc lập Bernie Sanders, người thường xuyên ủng hộ phe dân chủ cũng bỏ phiếu chống. Sau khi bày tỏ lo ngại về việc hỗ trợ chiến lược quân sự phi nhân tính của Israel nhằm vào người Palestine, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, thành viên đảng Dân Chủ cũng bỏ phiếu chống để kích hoạt kiến nghị tái xem xét dự luật và nói rằng đây là thời điểm quan trọng có thể dẫn đến những hệ quả lâu dài trong thế kỷ 21. Phía Dân Chủ cho rằng chặn dự luật này sẽ phát động thông điệp đến các đồng minh và đối thủ của Mỹ rằng Washington không sẵn sàng đồng hành cùng những đối tác quốc tế các nghị sĩ đảng cộng hòa nhấn mạnh yêu cầu siết chặt chính sách nhập cảnh và kiểm soát biên giới phía nam nước mỹ thêm rằng họ muốn chính quyền tổng thống joe biden thể hiện trách nhiệm lớn hơn với các khoản ngân sách chi cho nước ngoài tổng thống biden hối thúc các nghị sĩ đảng cộng hòa phê duyệt viện trợ cho ukraine tỏ ý sẵn sàng thay đổi đáng kể chính sách nhập cư ở biên giới phía nam để nhận được sự ủng hộ tại quốc hội Tổng thống Joe Biden hồi tháng 10 kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách 106 tỷ đô la Mỹ cho an ninh quốc gia, trong đó ràng buộc khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine với 14 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Israel trong chiến dịch trả đũa Hamas. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kiev đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ khi Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông thứ hai trong chiến sự. Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 175 triệu đô la Mỹ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6 tháng 12 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 175 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gói viện trợ mới sử dụng các nguồn lực hạn chế còn lại để giúp cho ukraine gói viện trợ này bao gồm đạn và tên lửa cho các hệ thống phòng không đạn pháo các thiết bị bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu và các thiết bị dùng cho huấn luyện và vận chuyển bộ ngoại giao mỹ nhấn mạnh đây sẽ là một trong những gói viện trợ cuối cùng dành cho ukraine nếu quốc hội không thông qua dự luật ngân sách bổ sung cho nước này bộ ngoại giao mỹ kêu gọi quốc hội sớm hành động để giúp cho ukraine trong cuộc xung đột với nga qua đó thúc đẩy các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và đóng góp cho ổn định toàn cầu. Tòa Bà Đốc mới đây đã cảnh báo về việc không còn tiền để hỗ trợ cho Ukraine nếu quốc hội không hành động từ nay cho đến cuối năm. Tổng thống Joe Biden cho rằng mình không phải là ứng viên duy nhất đủ sức thắng ông Trump mà đảng Dân Chủ có tới 50 người có thể làm điều này. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Tòa Bà Đốc hôm 6 tháng 12 về việc liệu ông có nghĩ là một ứng viên Dân Chủ khác có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump hiện là ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm tới hay không? Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, khoảng 50 người có thể làm được việc này. Tôi không phải là người duy nhất có thể đánh bại ông Trump, nhưng tôi sẽ là thắng ông ấy, ông Biden nói. Bình luận được tổng thống Mỹ đưa ra một ngày sau khi ông cho biết, ông Trump là một phần nguyên nhân khiến cho ông quyết định tái tranh cử. Gọi đó là nỗ lực nhằm ngăn chặn người tiền nhiệm trở lại tòa bà đốc. Quyết định tái tranh cử của Tổng thống Biden hứng chỉ trích từ một số thành viên Đảng Dân chủ, trong đó có hạ nghị sĩ Dean Phillips của bang Minnesota, là đối thủ chính của ông Biden. Ông Phillips cho rằng ông Biden 81 tuổi nên dành cơ hội cho thế hệ trẻ. Ngay sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống hồi tháng 10, ông Phillips nói rằng ông Biden không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm tới. cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, người đầu tiên bị bãi nhiệm khỏi chức vụ này, thông báo sẽ từ chức khỏi quốc hội vào cuối năm nay. Tôi đã quyết định rời Hạ viện cuối năm nay để phụng sự nước Mỹ theo những cách mới. Tôi biết sự nghiệp của mình chỉ mới bắt đầu, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nói hôm 6 tháng 12. Ông McCarthy, 58 tuổi, nói thêm rằng ông vẫn tham gia hỗ trợ đảng Cộng hòa sau khi rời quốc hội Mỹ, nói rằng ông sẽ tiếp tục thuyết phục những người giỏi nhất và thông minh nhất tham gia tranh cử. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronald McDaniel gửi lời cảm ơn ông McCarthy và gọi cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ là công chức tận tụy. Quyết định rời quốc hội của ông McCarthy khiến cho Đảng Cộng hòa chỉ còn 220 ghế, chiếm đa số mong manh trong Hạ viện. Trước đó, Đảng Cộng hòa đã mất một ghế tại Hạ viện sau khi nghị sĩ George Santo bị trục xuất. Các cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức ở California và New York để tìm nghị sĩ thay thế ông McCarthy và ông Santo tại Hạ viện. Ông McCarthy hồi tháng 10 trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị bãi nhiệm. Ông trước đó đã phải trải qua 15 vòng bỏ phiếu hỗn loạn để trở thành lãnh đạo của Hạ viện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen được tạp chí Forbes vinh danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Bà von der Leyen vượt qua giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu Christine Lagarde và phó tổng thống Mỹ Kamala Harris để duy trì vị trí đứng đầu trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2023 do tạp chí Forbes công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà bà Von der Leyen được bầu chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Forbes cho biết danh sách được xác định dựa vào bốn tiêu chí chính gồm tài sản, mức độ phổ biến trên truyền thông, khả năng tác động và phạm vi ảnh hưởng. Forbes mô tả bà Von der Leyen là một trong những người phương Tây ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất sau khi Nga xâm lược Ukraine từ tháng 2 2022. Năm 2022, Forbes cũng mô tả chủ tịch Ủy ban Châu Âu là người dành sự ủng hộ mạnh mẽ, quyết đoán cho Ukraine và đã góp phần lãnh đạo đưa châu Âu vượt qua đại dịch Covid-19. Năm nay Forbes không có bài viết chuyên sâu về bà mà chỉ đưa tên bà vào danh sách công bố hôm 5 tháng 12 và cập nhật tiểu sử của chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Bà von der Leyen, 65 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức dưới thời cựu thủ tướng Angela Merkel năm 2013 đến 2019 tháng 12-2019 và trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu. Khi Nga tấn công ở Ukraine hồi tháng 2-2022, bà von der Leyen là một trong những quan chức ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất. Dưới sự lãnh đạo của bà, Ủy ban châu Âu đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt và cấm nhập khẩu năng lượng Nga. Bà von der Leyen cũng cam kết sẽ giúp cho Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Tạp chí Forbes của Mỹ được thành lập từ năm 1917 kể từ năm 2004, tạp chí này bắt đầu công bố bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới thường niên. Nổ súng gây thương vong tại trường đại học ở Las Vegas, Hoa Kỳ. Giới chức Mỹ cho biết ngày 6 tháng 12, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và một người bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ súng tại Đại học Nevada của Las Vegas. Nghi phạm cũng đã tử vong. Vụ việc xảy ra tại phân viện chính của Đại học Nevada, Cảnh sát đã nhận được thông tin về vụ việc vào trưa cùng ngày với tiếng súng vang lên ở ít nhất hai địa điểm. Khoảng 2 giờ sau khi vụ việc xảy ra, trường đại học tiếp tục yêu cầu sinh viên và các giáo viên ở nguyên trong lớp học và cảnh sát đang lần lượt kiểm tra từng tòa nhà. Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang FAA thông báo các trường đại học trong khu vực đóng cửa trong ngày 6 tháng 12 và sân bay quốc tế lân cận tạm dừng hoạt động. Trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội, cảnh sát trưởng Kevin McMahill của Sở Cảnh sát Las Vegas khẳng định Hiện đã không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng, nhà chức trách chưa xác định được danh tính các nạn nhân và hiện cũng chưa rõ nghi phạm tự tử hay bị cảnh sát tiêu diệt, dự kiến giới chức địa phương sẽ công bố chi tiết vụ việc tại họp báo. Tại Mỹ, các nhà sản xuất hydro có thể nhận hàng tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp. Ngày 6 tháng 12, cố vấn năng lượng Mỹ John Podesta cho biết sau hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc và Biến đổi Khí hậu COP28, Washington sẽ sớm công bố hướng dẫn giúp các nhà sản xuất hydro nhận được hàng tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp năm nay trong khuôn khổ đạo luật giảm lạm phát IRA. Ngành năng lượng đang chờ đợi hướng dẫn từ Bộ Tài chính Mỹ trong bối cảnh chính quyền vẫn còn đang tranh luận về việc có nên hạn chế các biện pháp khuyến khích các nhà sản xuất sử dụng các nguồn năng lượng mới thay vì năng lượng sạch hiện có để ngăn tình trạng gia tăng khí thải hay không. Cố vấn Podesta nêu rõ chính phủ dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn trước cuối năm nhưng không phải trong thời gian diễn ra COP28 từ ngày 30 tháng 11 đến 12 tháng 12. Hydro là nhiên liệu sạch mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá là quan trọng trong việc giảm bớt khí thải trong những lĩnh vực khó giảm carbon như là sản xuất nhôm và xi măng. Hydro được tạo ra bằng cách điện phân nước và có thể được coi là xanh nếu quá trình sản xuất sử dụng các nguồn năng lượng không phát thải như là năng lượng mặt trời, gió, hạt nhân hay là thủy điện. Hiện nay hầu như không có hydro xanh nào được sản xuất do chi phí cao và những hạn chế khác. Do đó, với khoản trợ cấp 3 đô la Mỹ mỗi một ký theo IRA thì chính phủ Mỹ đang hy vọng có thể khởi động lại ngành này. Ngoài các khoản trợ cấp trong IRA, Bộ Năng lượng cũng chọn 7 trung tâm hydro được nhận 7 tỷ đô la Mỹ để triển khai mở rộng dự án hydro sạch. Ba trong số các trung tâm này sẽ bao gồm các nhà máy hạt nhân hiện có. Hiện không rõ liệu các trung tâm này có mang lại hiệu quả kinh tế hay không khi các lò phản ứng không còn nhận được trợ cấp từ IRA. Chủ tịch Viện Năng lượng Toàn cầu của Phòng Thương mại Mỹ là Marie Durbin nhận định việc cho phép bắt đầu sản xuất hydro nhanh hơn với các quy định dễ dàng hơn sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Theo ông, lượng khí thải nhà kính trong ngành điện có thể tăng lên trong giai đoạn đầu, nhưng về lâu dài sẽ được bù đắp nhờ quá trình giảm carbon trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng. Chính phủ Mỹ bị tố theo dõi người dân thông qua ứng dụng của Google và Apple. Theo hãng tin Reuters, Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Wyden cáo buộc chính phủ Mỹ đang theo dõi người dùng điện thoại thông minh qua các thông báo notification trên ứng dụng của Google và Apple Hiện nay thì hầu hết các ứng dụng gửi thông báo đến người dùng để nhanh chóng thông tin về tin nhắn mới, tin tức nóng hoặc là một số cập nhật khác. Tuy nhiên người dùng dường như là không nhận ra các báo cáo như trên đều đã đi qua máy chủ của Google và Apple trước khi được chuyển đến họ. Cũng trong lá thư gửi Bộ Tư pháp, ông Biden cho biết, không ít quan chức nước ngoài cũng đang yêu cầu dữ liệu từ Google và Apple về vụ việc theo dõi người dân. Một nguồn tin của ông Biden xác nhận, các cơ quan chính phủ nước ngoài và cả Mỹ đã yêu cầu Apple và Google cung cấp dữ liệu liên quan đến nút thông báo của Apple hoặc là Google. Mặc dù chưa có nhiều thông tin chi tiết về nghi vấn này, nhưng những tiết lộ trong bức thư của thượng nghị sĩ Wyden đã phần nào cho thấy chính phủ một số nước có thể đang theo dõi người dân thông qua thông báo trên điện thoại thông minh. Trong khi đó, Apple cho biết lá thư của ông Wyden đã mở ra cơ hội cần thiết để công ty này có thể chia sẻ thêm thông tin chi tiết về cách chính phủ một số nước giám sát người dân thông qua chức năng thông báo trên điện thoại? Chính phủ Liên bang đã cấm chúng tôi chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc do thám người dân, Apple nêu trong một tuyên bố. hãng công nghệ này tiết lộ thêm rằng họ đang cập nhật các báo cáo một cách minh bạch để nêu rõ chi tiết về việc chính phủ giám sát người dùng. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về việc liệu chính phủ có đang giám sát người dân thông qua các thông báo trên điện thoại hay không cơ quan này cũng từ chối lên tiếng về động thái cấm apple và google đề cập đến việc chính phủ giám sát người dân đến nay thì cả google và apple đều không ít lần vướng vào kiện tụng do nghi vấn theo dõi người dùng nữ tài tử angelina jolie ra mắt thương hiệu thời trang atelier jolie gồm cửa hàng bán đồ không gian sáng tạo và thiết kế trang phục cho khách hàng và các hãng trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal Magazine dịp ra mắt Atelier Jolie hôm 5 tháng 12, nữ minh tinh này cho biết, hãng này khác với những thương hiệu thời trang nổi tiếng ngày nay, tạo ra một ủy ban nhằm giúp các thương hiệu tiếp cận nguồn cung và quy trình sản xuất. Cửa hàng bán trang phục của Atelier Jolie và các thương hiệu trong không gian thời trang bền vững là hướng phát triển giúp giảm thiểu tác động tới môi trường. Khách hàng còn có thể sửa những bộ đồ của họ hay là tạo ra quần áo mới từ vải tồn kho chúng ta có thể tránh gây thiệt hại với trái đất và công nhân may mặc. Liệu tôi có thể đến một nơi nào đó, thích thú thiết kế quần áo và mặc chúng mà không khiến ai đó tổn thương cũng như đối xử tốt với mọi người? Minh tin nói về mục đích của Atelier Jolie. Bên cạnh một địa điểm bán lẻ truyền thống, không gian còn bao gồm quán cà phê Eat of Beat do đầu bếp tị nạn và người nhập cư quản lý. Atelier Jolie cũng có một phòng trưng bày nơi tổ chức các sự kiện giáo dục về kỹ thuật may như là in silk screen và theo trong tương lai thì Jolie mong muốn thuyết trình các chủ đề liên quan đến tính bền vững và nghệ thuật tại đây thương hiệu có trụ sở ở khu NoHo New York rộng hơn 600.000 mét vuông trước đây là nhà của họa sĩ John Michel Basquiat theo một tin quảng cáo nơi này cho thuê 60.000 đô la Mỹ mỗi một tháng với hợp đồng tối thiểu là 10 năm dù vậy đại diện Jolie nói đã đạt được một thỏa thuận rẻ và ngắn hạn hơn Châu Ly dự tính sẽ lỗ trong thời gian dài, song vẫn hài lòng. Nếu cuối cùng tôi có thể thực hiện những điều tôi nghĩ là cải tiến và đạt được sự cân bằng, đó sẽ là thành công lớn. Cũng trong cuộc phỏng vấn, nữ minh tinh nói thêm về cuộc sống cá nhân là không có nhiều bạn, song luôn dựa vào các con. Chúng là những người gắn bó nhất và là bạn thân của tôi. Điểm mạnh của cả nhà là mỗi người đều khác biệt. Chúng tôi vẫn đang chữa lành, cô nói thêm không giao du với nhiều người, hiện không hẹn hò với ai, Sáu người phụ nữ mà Jolie thân hầu hết là người tị nạn và xuất thân từ chiến tranh. Búp bê Barbie lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất của Forbes. Búp bê Barbie đã trở thành nhân vật hư cấu đầu tiên trong lịch sử được tạp chí Forbes đầu tiên ghi vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Trong công bố 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2023, Forbes xếp búp bê Barbie ở vị trí thứ 100 nhân vật hư cấu này bất ngờ được lựa chọn để đứng cùng với những người phụ nữ ngoài đời thật sự đã có nhiều ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình trong năm qua. Forbes thừa nhận đây là sự lựa chọn bất quy ước và có thể gây tranh cãi nhưng cho rằng Barbie đã thực sự trở thành một biểu tượng trong năm 2023 hơn là thân phận của một con búp bê. Dựa trên sức mạnh của bộ phim thuộc Warner Brothers của Greta Gerwig, Barbie đã vượt xa hơn một biểu tượng của việc trao quyền cho phụ nữ để trở thành đại diện cho sự cần thiết của việc đấu tranh nhằm giành lại quyền lực đã bị lấy đi. Cô đã truyền cảm hứng cho các bé gái và những người mẹ trong nhiều thế hệ, nhưng đây là năm mà phụ nữ cần cô nhất và cô đã vượt qua gần 65 năm cuộc đời. Barbie cao 11,5 inch đang đứng ở đỉnh cao của sức ảnh hưởng. Forbes đã viết: búp bê Barbie được cho ra mắt vào ngày 9 tháng 3 năm 1959 do bà Ruth Handler phát minh. Trong suốt quãng đời, Barbie có hơn 250 nghề nghiệp gồm làm phi hành gia, ứng viên tổng thống Mỹ, doanh nhân, kiến trúc sư, luật sư, vân vân. Năm 2023 thì búp bê Barbie là nhân vật chính của bộ phim cùng tên, giúp tạo doanh thu phòng vé 1,4 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Barbie cũng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hơn 5 triệu người theo dõi trên TikTok và Instagram và gần 12 triệu người đăng ký theo dõi trên YouTube. Trong bản tin về sức khỏe sau đây là 6 món ăn giàu kali mà giúp huyết áp ổn định. Theo Viện Y tế Quốc gia của Mỹ NIH, kali tức là potassium là khoáng chất cần thiết hỗ trợ sức khỏe thận, tim, chức năng cơ và thần kinh. Khoáng chất này cùng với natri là hai chất có thể cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể. Kali còn làm giảm huyết áp bằng cách giúp loại bỏ nhiều natri hơn trong nước tiểu, thư giãn mạch máu. Theo cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA, giá trị dinh dưỡng hàng ngày gọi tắt là DV của kali với người trưởng thành là 4.700 mg. Dưới đây là 6 thực phẩm giàu kali giúp cân bằng huyết áp. Thứ nhất là chuối, mỗi trái chuối cỡ vừa chứa 422 mg kali, tương đương 9% của DV, tức là giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Loại trái cây thơm ngon này cũng rất giàu chất magie, vitamin C, chất xơ vitamin B6 và chất chống oxy hóa. Thứ hai là cá hồi, cá hồi cung cấp 1067 mg, tương đương 23% giá trị dinh dưỡng DV kali với khẩu phần 170 g nấu chín. Cá hồi còn chứa protein nạc lành mạnh, axit béo omega 3 tốt cho tim và thực phẩm ít carb, dầu kali. Thứ ba là trái bơ. Trái bơ chứa chất béo không bảo hòa, vitamin E, chất xơ, vitamin C và nhiều chất kali. Một trái bơ vừa cung cấp 975 mg chiếm 21% chất dinh dưỡng DV của kali. Bơ ít natri có lợi cho người cao huyết áp, nhất là người cần tăng lượng kali, giảm natri. Thứ tư là cải thụy sĩ. Cải thụy sĩ ít carb, nhiều kali. Mỗi cốc nấu chín có 960 mg kali, khoảng 20% chất dinh dưỡng DV. Loại sau này còn là nguồn cung cấp chất sắt và vitamin C. Cải thụy sĩ tiếng Anh còn được biết đến là sweet chard, sau cùng với dầu ô liu giúp tăng thêm lượng chất béo tốt, phòng ngừa bệnh tim. Thứ năm là khoai tây nướng. Khoai tây nướng cả vỏ chứa 925 mg, 20% lượng dinh dưỡng DV kali với một củ cỡ vừa. Dầu chất xơ giúp no lâu. Có nhiều loại khoai tây, hàm lượng kali của chúng phụ thuộc vào vùng đất trồng. Thứ sáu là đậu lăng, đậu lăng giàu chất xơ, protein và kali. Một cốc đậu lăng nấu chín chứa 731 mg kali, chiếm 15% lượng dinh dưỡng DV. Loại đóng hộp sẵn cần rửa sạch trước khi sử dụng vì chúng có thể ướp thêm muối. Đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Và xin quý vị nhớ bật nút chuông thông báo để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.